Doxyba là loại kháng sinh hiện nay được dùng phổ biến để điều trị nhiều loại bệnh thường gặp trên tôm như hoại tử gan tụy gây hội chứng chết sớm trên tôm, bệnh phân trắng, rụng râu, mòn phụ bộ do nhiễm vi khuẩn nhóm Vibrio. Doxyba là kháng sinh phổ rộng. Doxyba ít gây độc lên gan nên không gây tổn thương nhiều cho vật nuôi sau khi điều trị. Doxyba ức chế vi khuẩn tổng hợp protein do gắn vào tiểu đơn vị 30S và có thể cả với 50S của ribosome vi khuẩn nhạy cảm. Thuốc cũng có thể gây thay đổi ở màng bào tương. Với thành phần chính là doxycycline HCl, Doxyba là công cụ hữu hiệu để giải quyết các tình trạng bệnh kể trên ở tôm. Hiệu quả nhanh và ít gây kháng thuốc trong quá trình điều trị. Liều dùng 3-5ml cho 1kg thức ăn. Liên tục trong 5-7 ngày. Nên hòa tan sản phẩm với nước vừa đủ, trộn đều vào thức ăn, áo lại bằng sản phẩm thích hợp, để khô 20 phút trước khi cho ăn. Liều dùng có thể thay đổi tùy theo mức độ và tỷ lệ cảm nhiễm bệnh trên tôm. Hãy đăng ký kênh YouTube Hành Trình Nuôi Tôm Duy Trần để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc quý khách hàng một vụ mùa thành công!